Về đến nhà các bạn nhé. Bây giờ anh em mình sẽ vào bếp để chế biến món củ ghẹ. Đâu thử xem nào, sản phẩm hôm nay thế nào rồi. Wow, đây rồi. Ô, ok với em. Ông bắt ở trong kia nhìn máy thế mà về đổ ra nhỏ thế nhỉ? Đây. À đây nữa. Hóa ra là đây nữa các bạn ơi. Đây, wow, đây mới là phải này. Đó. Đấy, đây, những em này mình đếm được bao nhiêu em to nhé. Sản phẩm này 2, 4, ui, nó chạy ra đây luôn này. Ơi, cẩn thận, đó, thuận hoài chạy luôn các bạn. Đó, còn đây là phía này là những em nhỏ, to mềm béo, nhỏ hay rang à? Đấy, nhỏ thì sẽ rang nhé, còn to thì sẽ hấp. À, bây giờ xong thì anh em sẽ chế biến luôn. Đây là những hàng nhỏ này. Ủa, được khá nhỉ, nhiều phết đi. Đó. Cả ốc kia kiểu gì có mông. Đâu, ốc thì có mông, nhặt mấy ít ốc thôi. Nhiều con nhỏ quá. Nhiều bé nhỏ quá các bạn ạ. Rang vào một hấp xả nhé, hấp bia xả. Đó. Con này đấy không cần mày mặt nó đứng luôn này, to như gần to nhỉ, cái này con này to nhỉ, đấy đây, những em này to này, con này để trêu thôi nhé, cứ để vào đấy ra nó nhặt riêng ra cho bà bầu chục con, còn lại anh em mình hấp bia nhé. Rồi chục con to đấy, còn cái chỗ này ra ốc này thì vứt mày ăn, mang vào đây này. À, cái này thì mình đấy, sẽ mình nhiều, cái này thì mình sẽ mang thảo, mình thảo bẻ đây, vẫn còn đây. Cái chân này ăn đây bẻ, ô chân nhiều, chân càng to phết đấy, chân to bẻ ngon, thế tao mông nhặt là được nắm ốc đại đây này, nó chui ra hết quá không cặp chết đấy, đùa cặp cũng chết nào được nhỉ. Phải rất là cẩn thận các bạn ạ, vệ sinh phải thật kỹ càng nhé, đặc biệt là nó có nhiều cái con ký sinh trùng đấy các bạn. Đó, thì được mình rốt ở đây nó cũng chạy rất là to, thì mình rang khoảng cái số nhỏ nhỏ thế, còn to to này thì phải để cho giã nấu canh các bạn ạ. Đó, canh rất là nhiều thịt luôn đấy, cứ để đấy cả, sợ là nó hơi cứng nên để đấy, cái nó chạy ra khắp nhà luôn các bạn, nó chạy kinh lắm, nó cặp cái là rồi tê người luôn. Đó, đây các em mới chạy đi. Cái nhắn là nếu mà các bạn muốn nhốt thì các bạn phải để trong cái xô sơn nhé, xô thành cao nhé. Còn nếu mà để cái chậu thấp thấp ngắn ngắn thì úp nó ra hết luôn đấy. Cả sáng mai coi như hỏng ăn luôn. Thực tế là cái con cua này thì nó rất là khỏe, sống dai và cặp đau. Đấy, thì ra là các bạn cứ giữ thật chắc chắn nhé. Còn đội anh em mình đây thì lát sẽ chuyển sang cái gọi là cái chỗ rốt khác ấy, để mai nấu canh. Cua đá này thực ra nấu canh nó cũng rất là ngon, và cảm giác ăn nó còn đậm đà hơn cả cua đồng cơ. Đấy, gặp nhau rất là khỏe này. Đó, rồi đấy, thì chương trình là sẽ gặp lại như thế nhá. Đấy, cua rang thì các bạn nhớ là rang có món lá chanh thì rất là ngon các bạn ạ, nên là các bạn cũng nhớ phải tìm được có lá chanh nhá. Đó, đây, lá chanh cực kỳ thơm, nói chung là rửa lá chanh thì đã thấy mùi gà, thực ra là gà cũng tác lá chanh. À, thì rất là chuẩn vị, nhưng mà cua rang lá chanh thì cũng cực kỳ ngon, nên các bạn nên chưa rang thử thì các bạn cứ thử rồi rang xem. Đó. Lá chanh rửa sạch sau đó là để chuyển sang cái món là thái nhỏ là ok thôi. Đó. Thực ra cái mùi lá chanh này thì rang ở bất cứ món nào cũng ngon, chứ đâu không chỉ là món cua đâu các bạn nhé. Thế thì có thái nhỏ ra. Đấy, được thái nhỏ ra thì để rang nó sẽ quẹn hơn rất là nhiều. Đấy, còn con cua này thì trước khi rang anh em mình cũng xóc muối cộ đi, xóc và ngâm đi để khoảng tầm vài phút, sau đó sẽ lá chanh thì sẽ thái nhỏ các bạn nhé, thái thật nhỏ như kiểu rắc thịt gà. Các bạn đã thái lá chanh thì các bạn đã biết đấy, cầm thật chặt, giữ thật chặt lá nhé, và thái thật mỏng thật nhỏ sẽ được những cái sợi lá chanh rất là ok luôn đấy. Đấy, các bạn thấy anh em mình thái có ok chưa? Cái này rắc lá chanh thì hết ý nhé. Và đặc biệt là cái cả rang thì nó rất là quẹn, nó rất là mỏng, nó tạo ra cái mùi thơm cực kỳ là quyến rũ. Đó, cua thì đã xong rồi.
sóc muối rửa lại đã sạch sẽ. Thì bây giờ anh em mình sẽ tiến hành lên rang nhé. Rồi, đương nhiên rồi, bếp đầu nổ máy thôi. Ra là cua rang thì các bạn đều biết là mỡ cũng bạn phải cho nhiều mà. Mỡ đặc biệt mỡ lợn nhé, mỡ lợn nó còn thơm hơn cả dầu thực vật cơ. Các bạn cho dậy mỡ lên là sẽ ok đấy. Còn việc mà rang này, ví dụ bằng với bếp ga công nghiệp ấy, càng tốt các bạn ạ. Tức là bếp ga công nghiệp, cái bếp mà nó cháy to á, thì càng ok nhé. Tuy nhiên là cái bếp này thì anh em mình cũng gọi là tạm tạm thôi. Đó, nó đang dễ đành đạch luôn, đối mình không bóc gì luôn. Ngâm sóc muối rồi mà rang luôn như thế này. Các bạn thấy nó cựa quậy, có gọi là nhìn có hút mắt không? Cua rang đấy. Thực tế là nếu cua rang này thì nhiều bạn có lẽ là ăn các bạn có bọc cứng, thực ra là nó sẽ rất là mềm ngon đấy. Phải cụ thể các bạn như nào cứ chờ đợi nhé, anh em mình rang và chuẩn bị chế biến. Còn cua rang thì cũng nhanh chuyển màu lắm, độ một lúc thôi đảo là đã chuyển màu rồi đó. Chờ cua rang chín thì đội anh em mình gọi là tráng miệng bằng miếng dưa đấy, cho nó mát mẻ cực kỳ ngon. Nhưng mà các bạn làm miếng dưa đi cho tỉnh táo to. Thực tế là ăn dưa thì tầm này nó mát lắm các bạn ạ. Mùa hè được nướng dưa trong tủ lạnh này, quá là ok luôn. Đây, còn giờ trở lại cái nồi gọi là cái chảo cua đây, đã chuyển màu rồi các bạn. Màu giờ mới chuyển sang trắng trắng thôi nhé. Và sẽ rang mắm các bạn nhé. Mắm thì mình sẽ cho mắm này cộng thêm một chút nước nữa bạn. Tức là rang độ rang nó nhạt nhạt vừa phải thôi. Còn nếu không nó sẽ mặn này. Mặn thì ăn uống nó cũng sẽ không ngon bằng vừa phải, nên vừa ăn thôi. Thì các bạn cứ cho một chút mắm và cho nước nữa vào để tạo ra cái gia vị rang các bạn nhé. Đấy, sau một hồi thì rang cho mắm này và cho lá chanh, thì các bạn thấy có hấp dẫn chưa? Quá là vàng và quá là ok. Anh em rang đây được hai đĩa đấy. Phải nói là nó rất nhiều con luôn, vì nhiều rất là cua nhỏ này, nó rất là dôi. Đó, hai đĩa đầy mũ luôn này và rất là thơm nha, thơm dậy mùi luôn rang mắm này. Và lá chanh này nó quẹt này. Và mời các bạn test thử luôn con đầu tiên của mình nhé. À ok, mời các bạn. Nó thèm quá các bạn ạ, quá ngon luôn. Đó, cực kỳ ngon nha, giòn rụm luôn. Giòn giòn, nó ăn cảm giác nó giòn giòn hơn cả bánh đa đấy các bạn. Cua rang ngon thật đấy. Thôi cụ thể nào thì mời các bạn phải cùng lên chiến với anh em mình nhé. Anh em mình dọn lên giữa nhà luôn. Hiện tại giờ bia bọt thì đang học sinh tố lúa mạch thì giờ đang gọi là khan. Anh em thì ở phía trên đang xem Euro, do thực ra là cái tiếng mất bản quyền nên mình cũng phải lồng cái tiếng ngoài này, thì cũng rất mong bạn thông cảm nhé. Không nghe được cái tiếng giòn rụm của cái tiếng ăn cua này đâu. Thế tuy nhiên là mình xin miêu tả các bạn là nó giòn, nó tan, nghe nó đã phê rồi. Ăn nó giòn giòn mà hết mê luôn, nó thơm, nó ngọt nữa. Đấy, còn mình cử anh em mình, đội anh em mình cử thêm một số anh em đi lấy sinh tố lúa mạch thêm đấy để tăng thêm, nhưng còn không thế này là chưa đạt đâu. Còn một số anh em trên vẫn đang cổ vũ bóng đá Euro 2024 đấy. Để các bạn năm nay thì có xem Euro không, các bạn cổ vũ đội nào, các bạn bắt đội nào, xem đội nào vô địch, cũng như là các bạn dự đoán đội nào vô địch thì các bạn cùng comment lên nhé. Vì anh em đội mình gần như là tối nào cũng xem các bạn ạ, rất là yêu thích luôn đấy. Trừ những cái trận nó muộn quá thôi, còn bình thường thì gần như là xem hết. Đó, thì cơ bản là cái sống bằng sống với công ty bóng đá mà, nên là tìm những cái mồi nhậu lai rai này thì rất là phê. Mỗi hôm một món, mỗi hôm một món thôi. Quan trọng là toàn những cái kiểu hàng Hương Đồng Gió Nội các bạn, ngon và cực kỳ phê luôn đấy, như thế đấy các bạn. Đó, mời các bạn nào, chén ngon chưa? Đó, đây, con nhỏ thì mềm mà con to thì bù như tất cả, nó rất là giòn, cái vị của nó không thể để tả được các bạn, ngon dã man luôn. Kể cả con to các bạn nhé, con to bự luôn đi. Này mà các bạn này, cứ nghĩ là con to nó cứng, nhưng thực ra con to nó rất cũng rất giòn và ăn luôn cả được mai luôn, gần như đội mình không bỏ một cái gì luôn các bạn. Đó, thành ra rất là phê. Nào mời các bạn. Còn bây giờ mình mời các bạn sẽ tiếp tục nhé. Anh em mình lai dai mà đấu lưu mạch thì đang phải đang khan, đang gọi là đang khan đấy các bạn. Đó, em cua các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn đấy các bạn. Wow, thật các bạn. Các bạn đã được thưởng thức chưa? Nếu thưởng thức rồi các bạn cùng comment nhé. Đã xin tấu lô mạch anh em mình về bổ sung này. Thêm cả ngô rang nữa các bạn nhé. Ngô rang lá chanh, gà khô. Đây đội anh em mình là uống xin tấu lô mạch đóng bằng chai nhựa luôn đấy các bạn. Hàng đúng hàng quê luôn, hàng chuẩn luôn. Đó, và bổ sung thêm cả hàng lon đấy cho nó đa dạng và phong phú. Đấy.
sinh tố lúa mạch chưa về thì các anh em mình đã chơi hết gọi là gần phần đĩa rồi. Đó, còn bây giờ thì ngoài các bạn sẽ cùng gọi là nổ máy thêm nhé. Thực ra là cái món cua rang này nó uống nó hợp sinh tố lúa mạch lắm các bạn ạ. Kể cả uống cái loại này hoặc loại cay cay cũng đều ok nhé. Nói chung để đưa cay thì mình nghĩ là cái món cua rang lá chanh với mắm thì hết ý luôn. Các bạn đã được ăn rồi, các bạn cùng comment với anh em mình xem thế nào nhé. Thế còn tất cả anh em mình ở phía trên bàn đã xuống rồi. Thế vừa đã sinh tố lúa mạch, vừa ngô rang, vừa ngô chiên nữa. Đấy. Có mang thêm cả bát canh vào làm uống nữa. Đấy, thế thì căng như vậy mà thôi. Là cứ dùng cái gọi là sinh tố lúa mạch với cả cua này nhé. Cực kỳ và phê và cực kỳ hấp dẫn các bạn nhé. Giữa trời nắng đêm mà xem Euro nó oi oi người. Thời tiết thì nó rất là nóng. Mà làm được cái cốc sinh tố lúa mạch nó gọi là mát đến diều luôn các bạn ạ. Anh em nổ máy cảm thấy phê luôn đấy. Thì các bạn nếu đã ăn rồi các bạn cùng comment xem cảm nhận cái vị nó như nào. Thì rất nhiều các bạn cũng rang cho lá lốt, nhưng thực tế là mình thấy là rang lá lốt cũng không phê bằng rang lá chanh đâu. Lá chanh với mắm, các bạn không tin thì các bạn cứ thử xem nhé. Và thử xem là mình nói có chuẩn không, và thử thưởng thức xem là có ok không nhé. Còn với anh em mình thì ai cũng tấm tắc khen ngon luôn các bạn. Đây đủ mùi nhìn, gọi là rai rai xem bóng đá như thế này thì có ok không các bạn, có gọi là mát máy không. Còn đội anh em mình thì chơi như thế này thì với cái những cái trận mà xem bóng đá thì quá là ok luôn đó. Đây, còn những em cua gọi là cực kỳ giòn, cực kỳ ngậy luôn đó. Đây, mà các bạn thử xem nhé. À, quá ngon. Không phải bỏ mai đâu, nhưng có ông anh này bỏ mai các bạn ạ. Thực ra là thế là không biết ăn rồi. Đây, còn như anh em mình này, chơi một phát là nổ máy giòn rụng này. Nào, xin mời các bạn. Wow, đó, chơi cái là cả con như thế. Thế thì đương nhiên rồi, ăn xong thì gọi là live live xong thì anh em mình sẽ bước vào trận tiếp tục xem cổ vũ cho bóng đá. Các bạn có yêu bóng đá không thì cùng cổ vũ nhé. Và cùng gọi là anh em mình tìm những cái mồi nhậu nướng như anh em mình thì nó sẽ gọi là rất là vui và nói chung có hương vị của bóng đá các bạn, tạo ra cái mùa Euro đáng nhớ. Đặc biệt là những cổ vũ động viên như anh em mình như thế này thì có ok không? Đấy. Các bạn, các anh chị có tìm mồi nhậu, tìm người, tìm bạn, tìm xem, đó lại là tìm đồng bọn để xem không? Nếu mà tìm đồng bọn xem thì các bạn cứ có gọi là suối có ít kiếm đồ nhậu như anh em mình nha, như Hương Đồng Hà Nội như thế này. Đó. Còn nữa thì anh em mình cũng lại nâng chén gọi là dô chạm nhau, chúc nhau sức khỏe. Quan trọng nhất là sức khỏe các bạn, và quan trọng nhất là vui. Đấy, thực sự anh em mình trong cái buổi tối đi suối về tương đối là nhanh các bạn nhé, hơn một gọi là hơn một tiếng thôi mà đã có mùi nhậu lai dai như thế này rồi, cảm thấy rất là tuyệt vời. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn chị ở trong các video clip tiếp theo. Chúc các bạn sức khỏe và tràn đầy niềm vui.